Vân Điện Máy Ngọc Mai xin gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay thì bên em về kho rất chi là nhiều các mã sản phẩm hay và giá rẻ, một chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Đặc biệt hôm nay thì có một cái mã sản phẩm giá cực hời để em sẽ chi tiết và sẽ gửi tặng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là bộ mũi khoan thác đa lăng các bác nha, với mức giá cực hời luôn. Đây là hàng bãi Nhật các bác nha, rất chi là xịn sò luôn, và một combo sẽ có 6 chi tiết như thế này. Trời ơi, không thể nào mà tưởng tượng ra, để với mức giá có 130k thôi mà các bác nhận được nguyên một hộp như thế này. Đấy, nguyên một hộp như thế này các bác nha. Và cái sản phẩm này thì nó rất chi là hiếm, nói chung là hàng không về được đâu các bác. Cái này để do là em ôm lô ở công ty nó có một ít thôi. Đấy, không phải lúc nào cũng có nha các bác. Cho nên là khi làm cũng có cái này mà hôm trước mà các bác làm mình chưa đạt được hàng ấy. Hôm nay các bác may mắn theo dõi được video về nhanh tay lên đơn đi. Cái bộ này gọi cho em là bộ mũi khoan thác nhiều món nha, giá chỉ có 130k. Đấy, cái combo này sẽ có 6 chi tiết này, 3 cái mũi khoan thác từ nhỏ cho đến lớn. Đầu tiên sẽ là mũi từ 4 đến 12, sau đó là đến mũi từ 4 đến 3, 32 này và 4 đến 20 nha. Và kèm theo 3 cái mũi khoan như thế này luôn. Bình thường ra ngoài thị trường các bác mua một cái mũi khoan thác từ 4 đến 32 này nó cũng phải tầm 150k rồi đúng không ạ? Đấy, hôm nay với mức giá 130k để có thể sở hữu nguyên một set như thế này, một combo như thế này. Giá cực hời luôn, số lượng không có nhiều đâu các bác, nhanh tay mình đặt hàng nha. Lên đơn cho em là bộ mũi khoan tháp giá 130.000. Đấy, rồi giá rất chi là rẻ luôn nha. Đấy, và số lượng lưu ý cho em là cái sản phẩm này nó không có nhiều, cho nên là các bác mình đặt hàng thì mình hãy nhanh tay mình lên đơn hàng xuống để có đơn nha. Tiếp theo là em sẽ chi tiết tới các bác này. Ở bên này thì sẽ là những cái đèn đeo đầu. Đây, những cái đèn đeo đầu này các bác ơi. Cái đèn đeo đầu này các bác có thể tùy chỉnh này, mình đeo lên trên đầu như thế này này. Đấy, và có thể tùy chỉnh như thế này nhá. Đấy, có thể tùy chỉnh như thế này. Và nó sẽ có loại ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nha các bác nha. Đấy, rất chi là sáng luôn, cực kỳ là sáng, các bác có thể điều chỉnh độ sáng và chế độ nhấp nháy được luôn. Giá treo là 150 nha. Đây, cái này là đèn đội đầu này các bác ơi. Hàng rất chi là xịn sò, nói chung là các bác chỉ cần nhìn đến cái mẫu mã thôi đã thấy nó cực kỳ là chất lượng luôn các bác ạ. Đấy, và giá chỉ có 150k thôi nha. Em sẽ có đèn ánh sáng và đèn ánh vàng. Nếu mà bác nào muốn chọn ánh đèn thì các bác báo cho em chọn ánh đèn, còn không thì em sẽ gửi bất kỳ nha. Cái nào cũng đều đẹp và chắc chắn hết luôn các bác ạ. Giá 150k này. Đấy, cái này gọi cho em là đèn đeo đầu này. Tiếp theo này, đây sẽ là cái bộ dao 6 món. Cái bộ dao này các bác gọi cho em là bộ dao trắng nha. Hàng Japan xịn luôn các bác ơi. Chất liệu của nó là hàng thép trắng cao cấp nha, rất chi là bền luôn này các bác này. Đấy, giá cho em là 250.000 và được bao ship toàn quốc cho các bác. Lên đơn cho em là bộ dao trắng. Đấy, còn bên này sẽ là bộ dao đen nha. Ở bên này sẽ là bộ dao đen, giá là 120 các bác này. Bộ dao đen thì nó cũng có combo 6 món như thế này, nhưng mà cái dao của nó sẽ nhỏ hơn cái dao trắng một chút nhá. Đấy, các bác lên đơn cho em là bộ dao đen, giá 120k này. Tiếp theo này, hôm nay thì em thanh lý cho các bác thân quạt nha. Đây, trời các bác ơi là mát luôn. Cái thân quạt này các bác gọi cho em là thân quạt màu đen. Cái thân quạt này thiết kế hàng chân pin thông dụng nha. Hôm nay với mức giá chỉ có 230.000 thôi các bác ạ. Đấy, cái này chưa theo pin nên là bác làm mình chưa có pin thì là mình mua thêm pin giúp em. Đấy, các bác mua những cái quả pin chân pin thông dụng như thế này, em có rất là nhiều phân khúc pin nhá. Ví dụ như cái quả pin 10 xe màu đen như thế này, giá của nó chỉ có là 199k thôi. Hoặc là các bác lấy pin của Hukan chính hãng, pin dòng xả cao đi. Đấy, pin của Hukan pin 10 cell giá là 350, còn pin 15 cell là 499k một quả nhá. Còn sạc thì các bác lấy sạc vàng 10 cell như thế này, đấy thì sẽ là 200.000. Còn lấy sạc đen thì là 99k. Nó sẽ là những cái sạc pin thông dụng mà các bác dùng được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Đấy, các bác có thể tham khảo thân quạt, thân đèn này, thân đèn 16 bóng led màu đen như thế này, giá có 150.000 thôi nha. Cái này thiết kế hàng chân pin thông dụng các bác ạ. Hoặc là các bác lấy cái thân quạt màu xanh này ạ. Thân quạt màu xanh hôm nay sẽ có mức giá cho em là 670.000 và miễn ship nhá. Cái này phía sau là mình sẽ lắp pin vào đây, hàng chân pin thông dụng và sẽ có thể điều chỉnh này. Đấy, các bác có thể điều chỉnh tốc độ gió nhé. Cái này đang hết pin này, để em sẽ thử cho các bác cái nào mà có pin này các bác có thể nghe này. Các bác nghe và cảm nhận nhá. Quạt này thì rất chi là mát luôn. Đấy. Cái này các bác có thể là điều chỉnh được tốc độ gió, và đặc biệt cái lồng quạt của nó sẽ có đường kính lên tới là 27 phân. Đấy, các bác dùng điện trực tiếp cũng được nha, hoặc là dùng pin cũng được nha. Thân
quạt là 670.000, em sẽ bao ship nhưng mà nó chưa có theo pin. Em sẽ tặng các bác thêm một cái củ sạc adapter để lai mai về, các bác sẽ cắm điện trực tiếp 220V để mình xài được. Nó có cái chân sắt như thế này. Đấy, rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn. Các bác xài ra đừng khi mất điện này, hoặc là các bác đi làm công trình những nơi không có điện mình xài cực kỳ là ok luôn. Nào, tiếp theo qua được cái phía bên này. Các bác qua được cái phía bên này, em sẽ lên cho các bác này một số những cái bộ khẩu vỏ ni lông. Hôm nay thì em sẽ thanh lý rất là nhiều mã nha. Đầu tiên các bác tham khảo cho em cái mã này. Mã này các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 10 cái nha. Giá cho em là 150.000. Nó sẽ có từ khẩu 8 này đến khẩu 10. Cái này từ 8 đến 24. Khẩu siêu dài và chất liệu bao đẹp luôn cho em. Bộ này là bộ 10 cái nha. Và các bác lấy bên này là bộ 20 cái này. Đây, cái bộ này các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 20 cái. Từ 8 đến 32, giá 400.000 thôi các bác này. Còn bên này sẽ là bộ khẩu mở bu lông 11 chi tiết nha. Cái bộ 11 chi tiết nó sẽ có cả tròng mở tay và cái lối dài như thế này. Nó cũng có từ khẩu 8 đến 24, có 9 cái nha. Giá 180.000 bao ship lên đơn cho em là khẩu 11 chi tiết này. Hoặc các bác lấy bộ khẩu hồng vàng nha. Cái này gọi cho em là bộ khẩu hồng vàng bé của Vuga như thế này nha. Giá cho em là 199k, cũng có 10 cái từ 8 đến 24. Hoặc các bác lấy cái phía bên này. Bên này sẽ là bộ khẩu hộp tôn đỏ này. Đấy, cái này nó có từ khẩu 8 đến 32 nha. Đầy đủ phụ kiện như thế này. Có cả hộp đựng cho các bác này. Đấy, giá cho em là 500.000 miễn ship này. Còn bên này sẽ là cái bộ khẩu mở bu lông. Bộ khẩu này thì các bác gọi cho em là khẩu hộp xanh 32 chi tiết nha. Giá là 550.000. Cái này có từ khẩu 8 đến khẩu 32 này. Chất liệu bao đẹp bao bền luôn. Đấy, còn cái bộ này các bác gọi cho em là bộ khẩu trong vỉ giấy nha. Khẩu này là khẩu chân lục giác nha, có 7 cái các bác ạ. Giá là 99k này. Ở đây thì sẽ là cái bộ khẩu bu lông 37 chi tiết hộp xanh có cờ lê nha. Giá 650.000 các bác ạ. Khẩu này nó sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 32, cờ lê từ 8 đến 19 nha. Rất là đầy đủ phụ kiện như thế này. Giá chỉ có 650k. Và đây sẽ là cái bộ khẩu bu lông. Đây, cái khẩu này gọi cho em là khẩu chân lục giác từ 6 đến 19, khẩu làm sâu nha. Cái bộ khẩu này giá cũng chỉ có 199k thôi, có tổng thể 14 cái này. Đấy, bên này em sẽ quay sát cho các bác xem cái bộ khẩu 46 chi tiết này. Đây, quay sát màn hình để cho các bác xem rõ cái bộ khẩu 46 chi tiết. Bộ khẩu 46 chi tiết thì nó sẽ có mức giá là bao nhiêu ạ? 180.000 nữa, 180.000. Đây, đầy đủ chi tiết như này. Riêng cái bộ khẩu 46 này thì nó sẽ là khẩu 1/4 nha. Chất liệu bao bền, bao đẹp và bao rẻ cho các bác luôn. Giá cho em là 180k. Đấy, tiếp theo bên này sẽ là cái bơm dậm chân 2 bít tông nha. Bơm dậm chân 2 bít tông giá cho em là 199.000. Cái bơm này các bác sử dụng bơm xe máy, xe đạp, thậm chí là bơm ô tô được luôn nha. Giá 199k này. Còn ở đây thì sẽ là những cái lưỡi cắt sắt của HD nha. Đấy, siêu dày luôn. Các bác ra ngoài thị trường, một cái lưỡi này mua lẻ là 10.000 một viên. Đấy, hôm nay em bán tặng các bác là nguyên một hộp như này nhá. Đấy, nguyên một hộp như thế này nó sẽ là combo 100 viên. Mà giá chỉ có là 250.000 thôi, giá siêu hời luôn cho em. Nào, tiếp theo ở bên này, những cái này là gọi cho em là cái súng bắn keo lớn cỡ bé. Đấy, súng bắn keo lớn cỡ bé nha. Giá 70.000 này. Kích gạch này, kích gạch thì cái đợt này em về cái loại dày dặn và đẹp nhất trên thị trường nha. Giá em bán tặng các bác là 45.000 nha. Bác nào lấy 10 cái thì em sẽ hỗ trợ bao ship. Lên đơn cho em là kích gạch này. Ở bên này thì sẽ là những cái bình giữ nhiệt nha. Đây, bình giữ nhiệt của bên em cái đợt này nó còn loại 600ml và 870ml nha. Đấy, cái này nó là loại inox này. Các bác sử dụng rất là ok luôn. Sử dụng để đựng nước uống các bác nha. Đấy, lên đơn cho em là bình giữ nhiệt loại 600ml hoặc là 870ml nha. Đấy, nó có hai cỡ đấy. Cái này cỡ to này, đây cỡ to này. Cái này là 780. Đấy, 780ml này hoặc là 600ml. Đấy, các bác cần cái loại to hay loại bé thì các bác báo bên em nhá. Đấy, nó có hai cỡ như thế này. Đấy, nào tiếp theo qua bên này. Ở đây sẽ là những cái lõi lọc nước đa năng nha. Các bác lên đơn cho em. Ở đây là 1, 2, 3 này. Đây, bộ 3 quả như này. Giá chỉ có 100.000 thôi và được bao ship nha. Còn cái quả số 4 là quả RO này là 200.000 này. Bác nào đi bộ 4 quả như này thì giá sẽ là 280. Hoặc cao cấp hơn là các bác lấy sang cái lõi lọc nước của Aqua 123 như này. Giá là 150 nhá. Aqua mà các bác đi bộ 4 quả như thế này này thì giá sẽ là 330. Đấy, mức giá siêu hời luôn. Còn ở đây thì sẽ là những cái này là gọi cho em là chổi trải dàn nhá. Chổi trải dàn máy lạnh nhá. Để dùng cho các bác thợ điện lạnh mà đi làm điều hòa bãi ấy.
giá cho em là 99k một cái, lên đơn cho em là chổi trải giàn giá 99k. Nào tiếp theo bên này sẽ là bộ mũi khoan taro này, bộ mũi khoan taro ren. Một bộ này có 6 cái từ 3 đến 10, không có 7 không có 9 nhá. Mũi chân lục giác như thế này, giá cho em là 170.000 này. Và các bác tham khảo lấy thêm một cái bộ lễ ốc gãy như thế này. Bộ lễ ốc gãy như này thì nó sẽ có là 4 cái to bé khác nhau và có hai đầu, một đầu dân xuôi một đầu dân ngược. Giá 125.000 em bao ship các bác này. Bên này thì sẽ là những cái bộ lục giác 9 cái như này, giá 70.000 nhá. Hoặc các bác lấy bộ hoa thị 9 cái giá cũng 70.000. Cái này các bác mua về để mình sử dụng tháo ốc ở những cái quả pin của máy khoan đấy các bác. Đấy, các bác xem pin của các bác nó sử dụng ốc chân lục giác này hay là ốc hoa thị thì mình có thể lựa chọn nhá. Đấy, giá 70.000 một bộ thôi, đồng giá nhau cho em. Tiếp theo sẽ là bộ lục giác đa lăng, bộ lục giác gấp gọn này. Cái này giá 100.000 bao ship luôn các bác ơi. Cái này nó nhỏ gọn như này nhưng mà nó sẽ đủ các chức năng nhá. Các bác có 6 cái lục giác từ 1 đến 6 này, hai tô vít hai cạnh, 3 4 cạnh và hai cạnh này. Đấy, ở trong này nó sẽ có cả khẩu nhá, ba cái khẩu và ba cái cờ lê nữa. Khẩu 8 9 10 và cờ lê 10 này. Cờ lê 8 10 và đây, cái này em xem là cờ lê mấy đây. Cái này nó sẽ có cờ lê 8 10 và 15 nha. Đấy. Chất liệu rất là đẹp. Cái này gấp gọn lại này. Đấy, mình dùng đến đâu mình mở ra. Giá 100.000 bao ship, cái này gọi cho em là bộ lục giác gấp gọn nhá. Giá 100.000 em bao ship này. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu tới các bác, đây là những cái lưỡi cắt cỏ nhá. Lưỡi cắt cỏ giá là 99k này. Đấy, lưỡi cắt cỏ này, kèm theo rất là nhiều dây cắt như này. Giá 99k gọi cho em là lưỡi cắt cỏ. Giá 99k. Cái bộ điều khiển motor từ xa này này thì giá sẽ là 280.000 nhá. Đấy, các bác sẽ sử dụng để tắt mở motor từ xa, rất là tiện lợi luôn. Đấy, bên này là bộ bồng bông tay của Đức này, giá 99k cho em này, 99k bộ bồng bông tay của Đức này. Tiếp theo sẽ là những cái ke góc nam châm nhá. Cái loại nhỏ nhất là các bác lấy cỡ này, cỡ ke 25 này, giá 50.000 này. Bên này là ke 50 giá 70.000 này. To nhất là cái cỡ này là cỡ ke 75 giá là 100.000 này các bác này. Đấy, lên đơn cho em là ke góc nam châm. Đấy, còn cái này là cái thước này là thước điện tử nhá. Đấy, thước đo, thước kẹp điện tử của Kabushi. Giá cho em là 320.000, thước 150mm quá ạ. Đấy, chất liệu đẹp, cái này chất liệu của nó rất chi là đẹp nhá, không phải là nhựa nha các bác. Đấy, cái này nó là chất liệu của nó không phải là nhựa đâu, rất chi là nặng đấy. Đấy, giá cho em là 320k. Nào, ở bên này thì sẽ là những cái thước rút tự hãm, em có rất là nhiều màu như thế này. Có rất là nhiều màu, em sẽ mở cho bác xem. Đấy, thước này gọi là thước rút tự hãm nhá, thước 7,5m này. Giá cho em là 50.000 thôi này, 50.000 một cái thước rút tự hãm 7,5m như thế này, xịn sò chưa? Đấy, bác nào lấy 10 cái thì em sẽ hỗ trợ 3 ship luôn. Nào, ở bên này thì lên cho em là những cái bộ cờ lê GT của Mỹ như thế này. Từ cờ lê 8 đến cờ lê 24 đây. Đấy, giá cho em là 230.000, rất chi là xịn sò luôn. Nào, các bác tham khảo cho em, ở bên này em sẽ có hai cái mẫu bút đo điện nhá. Cái này gọi cho em là bút điện màu trắng này, giá 99k này. Còn đây là bút điện màu đỏ của Hanin này, đấy là 120k này. Đấy, còn khò ga là em có khò đơn là 90.000, còn cái này là khò đôi này, khò đôi là 120.000 này. Đấy, quá rẻ luôn. Về các bác lắp vào bình ga mini mình xài nhá. Còn đây là cái kìm hàn màu vàng này, giá 35.000 này. Cưa gấp này, cưa gấp 26cm này, giá em bán tặng các bác là 70k này. Đấy, giá quá rẻ luôn, 70k thôi nhá. Nào, bên này sẽ là kéo cắt tôn nha. Kéo cắt tôn của Nhật này, giá 199k này, miễn ship toàn quốc các bác luôn này. Đấy, kẹp dòng 3266 TDL GT này có giá 250.000 nhá. Cái kẹp dòng này các bác sẽ có một kẹp dòng này, một đôi que đo nhiệt độ này, một đôi que đo thông này, một đôi pin nữa nha. Đấy, cái này giá là 250k, có đầy đủ chức năng nha. Có cả chức năng chống đo nhầm điện nha các bác. Đấy, bên này sẽ là cái đồng hồ trắng nha, giá là 199k này. Đấy, cái đồng hồ này thì nó sẽ là cái đồng hồ đo thông mạch có hiển thị điện tử luôn này. Nào, bên này thì em sẽ giới thiệu cho các bác này hai cái mẫu máy cạo râu bằng pin nha. Cực kỳ là tiện lợi luôn. Đầu tiên các bác lấy cho em cái mã này gọi cho em là máy cạo râu bằng pin màu đen, giá 199k, miễn ship. Còn cái mã này gọi cho em là máy cạo râu bằng pin màu đen loại hình vuông, giá chỉ có 150.000 thôi và cũng miễn ship các bác luôn. Đấy, với những cái máy cạo râu này thì các bác sử dụng sẽ an toàn tuyệt đối 100% luôn, không có bị đau rát chảy máu như các bác dùng bằng dao lam đâu nhá. Đấy, giá cho em thì nói chung là có hai mẫu như thế này, các bác lựa chọn cái mẫu nào cũng đều ok hết. Tiếp theo sẽ là cái bộ tăng đô của Zche này, giá 150.000 bộ này. Đấy, rất là đẹp và chắc chắn, đầy đủ phụ kiện như thế này luôn. Đấy, còn cao cấp hơn thì các bác lấy sang tăng đô của Samsung nha. Tăng đô của Samsung thì giá là 300.000. Tăng đô của Samsung thì là bên em sẽ hỗ trợ bao ship các bác luôn. Đấy, cái này nó có hai pin. Tăng đô của Samsung có hai pin nhá. Pin rất là to luôn đấy ạ. Một pin trong máy pin dự phòng như này, giá 300.000 bao ship này.
một cái đèn pin cầm tay màu đen như thế này, đèn pin siêu sáng nha. Giá cho em là 220.000 và miễn phí ship toàn quốc các bác luôn này. Ống nhòm này các bác ơi, 750.000 miễn ship nha. Ống nhòm màu xanh rất là đẹp luôn này. Đấy, còn cái loại chai xịt keo như thế này này. Đấy, để các bác xịt keo nha. Nhất là để vệ sinh kính ô tô nha, giá 85k. Ở đây thì sẽ là cái bàn chuyển cắt máy mài. Đây, cái này gọi cho em là bàn chuyển máy mài. Các bác chuyển từ máy mài cầm tay sang máy cắt bàn như thế này này. Đấy, một bộ phụ kiện nó đầy đủ như thế này này. Đấy, đầy đủ phụ kiện như thế này nha. Giá cho em là 250.000 thôi. Các bác về lắp lại như hình như này này. Đấy, máy cắt cầm tay đây, chuyển sang bàn cắt như này. Bàn này là bàn mili nhá, bàn mili như thế này. Đấy, giá cho em là 250.000 nha các bác. 250.000 bộ bàn chuyển này, đầy đủ chi tiết phụ kiện như thế này nhá. 250k. Nào, qua bên này em sẽ giới thiệu các bác sẽ có rất là nhiều các mẫu kìm kéo đa năng. Đấy, có đủ mã để cho các bác tham khảo này. Đầu tiên lên cho em là chiếc kéo bonsai Nhật. Kéo bonsai Nhật hôm nay em bán tặng các bác giá 80.000 một cây. Nào, bên này, đây sẽ là kéo cắt thực phẩm SK5 nha. Kéo Nhật xịn sò luôn các bác, hàng Japan, giá 70.000. Cái mẫu kéo này các bác đọc cho em là kéo cắt gà SK5. Đấy, giá cho em là 70k này. Bên này là kéo bonsai hoa anh đào này. Kéo bonsai hoa anh đào, giá chỉ có 150.000 thôi. Bên này sẽ là cái kéo bonsai vàng nha. Kéo bonsai vàng giá 70.000 giúp em này. Và tiếp theo sẽ là những cái kéo đa lăng. Các bác lấy cho em cái kéo này là kéo đa lăng cán đỏ nha. Kéo đa lăng cán đỏ giá 80.000 thôi. Kéo đa lăng này thì các bác sẽ sử dụng cắt được rất là nhiều chất liệu. Từ cắt cây, cắt vải, cắt dây điện đều ok luôn nha. Cắt cành ok lắm luôn đấy các bác. Giá 80.000 này. Đấy, còn cái combo, cái combo phụ kiện của máy khoan pin kia là giá 50.000 nha. Nào, bên này sẽ là kéo đa lăng cán trắng. Kéo đa lăng cán cong trắng giá cũng chỉ có 80.000 thôi. Cắt được rất là nhiều chất liệu luôn, hàng siêu sắc bén luôn. Đấy, nào bên này sẽ là cái kìm tuốt dây điện. Cái này gọi cho em là kìm tuốt dây điện màu trắng nha. Giá cho em 100.000 này. Nào, bên này sẽ là cái kéo bonsai đỏ. Kéo bonsai đỏ em bán tặng các bác giá 70k luôn. Tiếp theo sẽ là những cái mẫu kìm chính hãng của Kabushi. Nào, các bác tham khảo cho em nha. Đầu tiên cái kìm này gọi cho em là kìm cắt Kabushi tay đen pha xám. À đâu, cái này gọi cho em là tay đen. Cái này là hàng tay đen có 3 mẫu này. Đầu tiên là kìm tay đen nha. Kìm điện tay đen giá 135.000. Kìm cắt tay đen giá 130.000. Kìm nhọn tay đen giá 130.000. Bên này sẽ là kìm xám, kìm tay xám này. Kìm điện tay xám giá 120 này. Kìm cắt tay xám giá 140 này. Kìm O2 ở đây là 2. À đây em nhầm. Cái này gọi là kìm nhọn nha. Cái này gọi là kìm nhọn tay xám này giá 120 này. Kìm cắt tay xám này giá 140 này. Kìm điện tay xám đây giá cũng 140. Còn ba cái mẫu bên này sẽ là kìm tay đen pha xám nha. Cái này gọi cho em là kìm nhọn tay đen pha xám giá 120. Kìm cắt tay đen pha xám này. Cái mã này thì cái này em chưa ghi giá rồi. Cái này các bác mà quan tâm thì gọi nhân viên em báo giá nha. Tiếp theo cái này gọi cho em là kìm điện tay đen pha xám giá 140k. Đấy, bên này nó sẽ là những cái kìm đa lăng nữa này các bác này. Cái này gọi cho em là kìm đa lăng màu trắng mỏ bằng nhá. Nó sẽ có cả mỏ bằng và mỏ nhọn các bác. Đồng giá nhau là 250.000 một cái. Hôm nay em để đây thì nó lại không có cái mỏ nhọn. Đây nó có cả mỏ nhọn nhưng mà em để đây nó có mỏ bằng thôi các bác nha. Thì các bác muốn lấy mỏ nhọn hay mỏ bằng thì các bác báo em. Đấy, còn cái này thì gọi cho em là cái kìm, cái này gọi cho em là kìm chết của Hadlin. Đây là đọc mã cho em này. Cái mã này là mã 5. Đọc cho em cái mã cuối nhá. Gọi cho em là mã 603 đi. Đây, ba cái số cuối này này, 603. Gọi cho em là kìm chết mỏ bằng của Hadlin mã 603, giá 100.000. Đấy, nào bên này, bên này là kìm xích nha. Kìm xích của Hadlin đây này. Kìm xích của Hadlin là 180.000 bao ship cho các bác. Còn đây là kìm bấm cốt của Hadlin nha. Giá cũng chỉ 180.000 bao ship. Còn cái mỏ led của Hadlin em có đủ cỡ nhá. Đấy, các bác nào cần mỏ led nào bảo em. Cái này như cái này là 120k thì nó là kìm, nó là mỏ led 8 này. Đấy, nó có từ mỏ led 6 trở lên nhá các bác. Cần cái cỡ bao nhiêu các bác gọi nhân viên thì em báo giá nhá. Đấy, còn bên này thì sẽ là cái kìm cắt này. Kìm cắt dây điện của Hadlin này, giá 99k này. Còn đây gọi cho em là kìm bấm mỏ nhọn của Hadlin nha. Kìm bấm mỏ nhọn của Hadlin là 120.000 và em miễn ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, còn cái này gọi cho em là cái cần xoay này. Cái này gọi cho em là cái cần xoay của Hadlin nha, giá 65k này. Kẹp mát nâm châm máy hàn này giá 40.000 một cái nha. Kẹp mát nâm châm máy hàn giá 40k.
Ở bên này sẽ là những cái hộp bột tẩy lồng máy giặt nhá, giá 85.000 một hộp, trong này có 3 gói nha, 85k một hộp này. Tiếp theo sẽ là những cái bút lấy dấu nha, bút lấy dấu này. Bút lấy dấu thì giá cho em là 50.000 này, 50.000 một cái bút lấy dấu như này cho em. Đấy, cái này là cái mũi khoan thắp rời từ 4 đến 20 này, giá cho em là 95k này. Đấy, cái này thì sẽ là những cái ổ cắm đúc nhá. Đầu tiên là ổ 5 lỗ cắm giá 45.000 này. Đấy, đây ổ cao su đúc này. Ổ 3 lỗ là cũng 45.000 luôn này. Phích cắm là 25.000 này. Đấy. Cái này nó là hàng cao su đúc nha, hàng chống va đập đấy, đảm bảo lấy bố đập không vỡ, xài rất chi là bền luôn. Em có cả những cái mạch của máy khoan pin nha các bác, máy bu lông. Đây này, những cái mạch bu lông là mạch 2 tốc thì sẽ là 150, cái mạch này là mạch 3 tốc nha. Mạch 3 tốc là 108. Hoặc là mạch của khoan pin 13 ly Maita là giá cũng 108 thôi. Đấy, đây này, mạch khoan pin của Maita 13 ly đây này. Đấy, giá 108. Mạch bu lông này em để đây, nó có mạch 3 tốc nha, nó còn có cả mạch 2 tốc đấy, nhưng mà em không để ở đây thôi. Đấy, các bác muốn lấy cái mạch nào bảo em nhá. Như những cái này gọi là 3 tốc này, nó có cả loại 2 tốc. Đấy, nào. Cả những cái công tắc là cũng có nha, công tắc máy khoan pin, những cái phụ kiện máy khoan pin em có hết luôn đấy, cả những cái đầu T chuyên vít, đầu T bu lông có hết luôn. Nào, bên này sẽ là những cái đầu vít của Daiwat rất là xịn luôn. Ví dụ như cái đầu này đầu 5 phân, nó có đầu 5 phân và 7 phân, giá là 7.000 một cái thôi. Đấy, hoặc dài hơn là các bác lấy cái đầu 9 phân như này này, đầu 9 phân này là 15.000. Dài nhất là cái đầu này đầu 15 phân nhá. Đầu 15 phân thì sẽ là 25.000 một cái. Cái đầu này nó sẽ là đầu 4 cạnh này, chân đục giác, mũi vít PH2. Đấy, của hàng Daiwat chuẩn xịn nha, các bác dùng rất chi là ok luôn. Đấy, hoặc các bác lấy những cái đầu bắn tô này, bắn tô của Daiwat là giá 25.000 nhá, siêu hút luôn này. Đấy. Em có cả những cái mũi khoan đa lăng này này. Đây. Mũi khoan đa lăng của em nó là hàng chuẩn xịn loại 1 luôn. Nếu mà bác nào lấy mũi nhỏ là mũi 4, mũi 6 hoặc mũi 8 là giá 25.000 một mũi. Còn mũi 10 hoặc 12 ấy, thì là mũi to thì giá của nó sẽ là 35.000 một mũi nha. Đây sẽ là mũi chân nục giác đầu 4 cạnh như này. Đấy, mũi đa lăng các bác sẽ khoan được rất là nhiều chất liệu. Đấy, cái này ok nhất là mình đi khoan tường, khoan gạch nha. Đấy, khoan được cả kính nha. Gọi cho em là mũi khoan đa lăng. Đấy, bên này thì em sẽ có những cái cuộn dây điện đúc này. Cuộn dây điện đúc của bên em là cuộn 5m giá là 220 nha. Cuộn 10m là giá 320, cuộn 15m là 400.000, cuộn 20m là 500.000 và cuộn 30m là giá 700.000 cho em. Đấy, cái dây điện đúc này nó thiết kế một đầu là ổ 3 đúc liền, một đầu là phích đúc liền như thế này. Lõi dây 2.5 hàng dây cao su rất là bền luôn nha các bác. Đấy, đây là cuộn dây điện đúc nha, hoặc các bác có thể lấy những cái sợi dây nguồn như thế này này. Đấy, sợi dây nguồn màu đen như này nó sẽ dài 3m. Một đầu nó sẽ là phích đúc liền như thế này. Một đầu nó sẽ là cái điểm chờ như này để đấu vào các loại máy nhá. Đấy, giá 85.000 một đầu. Đấy, 85.000 một sợi dây nguồn 3m này. Cái dây nguồn này nó cũng thiết kế nó lấy từ cái sợi dây ở cái cuộn dây điện đúc này để nó thiết kế em đặt để gửi các bác ấy. Thì cái giá trên các bác có 85.000 thôi, nó dài 3m nhá. Sẽ bao các bác dùng được tất cả các loại máy trên thị trường luôn. Nào, bên này sẽ là những cái mỏ hàn thiếc nha. Các bác tham khảo cho em đầu tiên là cái mỏ đỏ này đi. Mỏ đỏ này là 170.000 này. Nó là mỏ cơ nhá, mỏ đồng, công suất 100W ấy, dài điện trực tiếp 220V này, giá 170k em miễn ship này. Hoặc bên này sẽ là mỏ xanh này. Mỏ xanh này thì giá là 150 bao ship này. Còn mỏ đen thì sẽ là 240 bao ship này. Đấy, riêng cái mỏ đen này nó sẽ có tùy chỉnh nhiệt độ và hiển thị luôn. Đấy, cái mỏ xanh này nó cũng chỉnh được nhưng mà nó không có hiển thị nhá. Cái mỏ xanh này chỉnh được lên tối đa 450 độ luôn. Cái mỏ xanh và mỏ đen này này các bác mua sẽ đều được tặng kèm thêm cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này để cái này mà các bác thay thế được nhá. Chì hàm nhựa thông là không có đi theo. Bác nào mà mua cái cuộn chì bé này là 35.000. Đấy, nhựa thông 10.000 một lạng. Đấy, các bác có thể sử dụng mỏ hàn cơ hoặc là mỏ hàn điện tử như thế này. Sẽ có 3 mẫu để cho các bác tham khảo và lựa chọn luôn. Nào, tiếp theo sẽ lên này. Bên này sẽ là những cái mũ cắt cỏ nha. Mũ cắt cỏ này. Đấy, nó có cái miếng lưới này này. Cái miếng lưới này các bác có thể tháo rời được nhá. Đấy, các bác sử dụng đi cắt cỏ hoặc là làm những cái công việc gì mà muốn không bị vật thể lạ bắn vào mặt ý, thì các bác mua cái mũ này xài này. Ai cũng đội vừa hết các bác. Giá 140.000 bao ship luôn. Đấy, còn bên này sẽ là mũ hàn điện tử nha. Mũ hàn điện tử là 350.000 bao ship này. Mũ hàn điện tử như này, 350.000 bao ship này. Có nút chỉnh luôn này. Mỗi cái mũ hàn nó sẽ có theo một cái đeo như này các bác này. Đấy, giá là 350.000 và bao phí ship luôn. Tiếp theo bên này thì có rất là nhiều các mã máy thổi bụi hút bụi. Đấy, điển hình nhất là hôm nay em lên cho các bác là cái máy thổi bụi điện của T-Box này, giá 300. Còn cái này là máy thổi bụi điện của T-Box mã to, là giá 600. Đấy, giá rất chi là hời và sẽ bao ship cho các bác luôn nha. Hàng T-Box chính hãng luôn đấy. Nào, bên này thì em còn một ít cái con máy khoan bê tông không hộp như thế này. Đây, các bác tham khảo cho em nhá. Cái này thì nó sẽ có một máy và một tay cầm như thế này. Do là không có hộp đựng cho nên là em thanh lý xả kho giá lỗ cho các bác luôn. Giá chỉ có 570.000.
570.000 một máy nha các bác. Để sở hữu được một con máy khoan bê tông to chà bá như thế này luôn, máy 3 chức năng có đảo chiều và đầu mũi khoan 2/26. Điều quan trọng nhất nó sẽ là hàng dây đồng ruột dài các bác nha. Đấy, giá 570.000 các bác nhanh tay lên đơn đặt hàng. Gọi cho em là khoan bê tông màu xanh loại không hộp, giá 570k. Tiếp theo sẽ là một con máy mài hàng ngon bổ rẻ nhất để gửi tới các bác này. Đây, cái này các bác gọi cho em là máy mài đỏ Dorama, hàng có đốt gạt đuôi này. Công suất 850W nha, xài điện trực tiếp 220V, giá cho em là 350.000. Đấy, lên đơn cho em là máy mài của Dorama, giá 350k. Một bộ này thì nó sẽ có máy này, có ốp bảo vệ và tay mở lưỡi nha. Hàng dây đồng 100% luôn, giá chỉ có 350k. Đấy, và sẽ có rất là nhiều các mã máy bu lông ngày hôm nay. Đấy, đặc biệt các bác tham khảo cho em nha. Em sẽ lên cho các bác một con máy bu lông pin hàng ngon bổ và rẻ nhất đây này. Đấy, các bác tham khảo cho em bu lông pin của Hitachi. Bu lông Hitachi nó sẽ là một con máy bu lông đa năng và tiện lợi. Đấy, hôm nay bác làm mua thân máy giá là 300.000, còn mua chọn bộ thì giá sẽ là 600.000 thôi. Đấy, chọn bộ thì các bác sẽ theo hai pin châu 10 xe và một sạc luôn nha. Đấy, các bác có thể mua thân máy hoặc mua cả bộ này. Con này thì rất chi là hời, xài êm cực kỳ luôn. Đấy, còn bên này là con chuyên vít này. Đây, cái này gọi cho em là máy chuyên vít TLT, giá em đang thanh lý các bác là 799.000, 799.000 và sẽ bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Con này nó tương ứng với con chuyên vít Maita. Đấy, các bác có thể lấy TLT hoặc Maita nhá. Có 3 đèn và đầu chuyên vít như thế này, máy không chổi than và điều chỉnh 3 cấp độ nhanh chậm. Đấy, giá rất là hời, một bộ nó theo những hai pin châu 10 xe luôn mà có 799k. Đấy, còn cao cấp hơn thì các bác có thể lấy sang chuyên vít của Macan này này. Chuyên vít của Macan thì giá sẽ là 1.200.000, là theo hai pin 10 xe và một sạc. Hoặc các bác lấy chuyên vít của Hucan, cái dòng này là chuyên vít Hucan 10 xe đây, giá 1.200.000. Con này thì rất là mạnh rồi. Con này nó theo hai pin 10 xe và một sạc nha. Thiết kế máy nhỏ gọn chưa? Quá là nhỏ gọn luôn các bác. Đấy, giá siêu tốt luôn nha các bác. Nào, bên này thì em sẽ lên cho các bác, đây sẽ là một con máy khoan pin của Macam, dòng pin 5 cell và chân pin thông dụng, máy không chổi than, có hai chức năng đầu kẹp 10, giá 850.000 một bộ cho em nhá. Riêng cái bộ này thì theo phụ kiện sẽ là hơn 29 tiếp mũi khoan vít luôn. Đấy, giá cực tốt cho các bác luôn. Tiếp theo là một con máy bu lông dòng lực siết mạnh nha, bu lông Hucan X9 IMB, rất là mạnh luôn. Bác nào hôm nay mua thân máy là giá 1.200.000, còn nguyên bộ thì sẽ là 2.200.000. Cái dòng này là bu lông đầu đặc, bu lông 1/2, máy không than, chân pin thông dụng, lực siết lên tới là 650 N để phục vụ cho các bác bắn những cái bu lông cỡ lớn tầm 20-30 nha. Đấy, giá rất tốt luôn đấy ạ. Nào, bác nào mà mình cần cái thân máy khoan 3 chức năng ngon bổ rẻ, các bác lấy thân 522 này này. Thân khoan pin Hucan 522 giá 440k. Đấy, máy có 3 chức năng, đầu 13 ly nha, sử dụng motor chổi than 775 và hàng chân pin thông dụng, quá là tiện lợi luôn. Giá thân máy chỉ có 440k thôi, bao các bác xài thợ công trình ok thoải mái cho em. Nào, bên này thì em sẽ giới thiệu các bác một cái con máy khoan cực kỳ là chất lượng. Đấy, khoan pin của Akuza này. Cái mã này gọi cho em là khoan pin Akuza mã K1 nha, giá chỉ có 1.800.000 thôi. Con này nó theo hai pin 15 xe, chân pin thông dụng và cái đầu máy là đầu Autolock 13 ly, máy không chổi than, hàng chân pin phổ thông cho em các bạn. Gọi cho em là khoan pin Akuza mã K1 giá 1.800.000 nha. Đấy, bên này em có rất là nhiều các mục thân máy các bác ơi, mục thân máy này. Hôm nay em có một ít cái thân máy chuyên vít của Dorama này này, quá là đẹp luôn. Cái này hàng mới về kho, em chưa lắm qua giá nha. Bác nào mà quan tâm thì alo để nhân viên em báo giá các bác. Cái này gọi cho em là thân vít Dorama loại màu vàng. Đấy, chân pin thông dụng như thế này. Đấy, cái này thì nó sẽ là có 3 đèn luôn đấy. Máy cực kỳ là nhỏ gọn luôn nha các bác. Đấy, còn thân máy mài pin này. Thân máy mài pin là có hai màu, màu vàng và màu xanh thế kia, giá 399k. Đấy, thân máy mài pin này em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác luôn nha. Còn rất là nhiều các bác ơi, còn rất là nhiều các sản phẩm hay, nhưng trong một đoạn video ngắn thì em sẽ không chi tiết hết được đâu. Bây giờ em sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại các bác vào cái video sau. Hứa hẹn sẽ có nhiều các mã sản phẩm hay hơn nữa nha. Các bác hãy bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video clip tiếp theo. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.